các bạn đã quay trở lại với kênh của Kẹo nha. Hôm nay Kẹo sẽ thử thách đi giai Phật một mình nha các bạn. Đi giai Phật bằng Phật luôn các bạn ạ. Phật V2 nha các bạn. Ok, đầu tiên là đảo thứ nhất. Lụm thôi nào. Nói chung là Kẹo có thể cân được từ đảo 1 đến đảo 4 các bạn ạ. Nhưng mà đảo 5 thì hơi khó nhằn mà nha. Nhưng mà hôm nay Kẹo sẽ vẫn thử. Bởi vì là mấy hôm trước Kẹo có đi dai Phật với cả một bạn nữa. Hai Phật các bạn ạ, hai Phật đi dai nhưng mà vẫn không qua được đảo số 5. Nên là hôm nay Kẹo thử một mình xem nó có qua được không nha các bạn. Biết đâu một mình lại hơn hai mình nhỉ các bạn nhỉ. Đảo 1 đã hoàn thành, tiếp đến đảo số 2. Kẹo vừa mới ăn trái Phật lại đó các bạn. Mấy hôm trước Kẹo dùng trái bão tuyết các bạn ạ. Trái bão tuyết thì Kẹo thấy rất là ok đó các bạn. Cũng khá là ngon, đi farm cũng rất là nhanh đó các bạn ạ. Nhưng mà Kẹo được một bạn cho trái Phật nên là Kẹo vẫn thích Phật hơn. Bởi vì Kẹo dùng Phật quen rồi ấy các bạn. Nên là Kẹo ăn lại trái Phật. Còn Kẹo sẽ tạm thời bỏ trái bão tuyết nha. Trái bão tuyết thì Kẹo đã phun cày và phun được hết các chiêu rồi các bạn ạ. Dùng bão tuyết thì cũng rất là ok đó, đi farm cũng rất là nhanh các bạn ạ. Bạn nào mà có bão tuyết thì cứ ăn bão tuyết đi. Mà bạn nào biết dùng ấy, biết sử dụng ấy các bạn ạ, thì nó rất là mạnh luôn ấy. Đảo 2 đã hoàn thành, bây giờ thì Kẹo sẽ đi tới đảo 3 nha. Hy vọng là lần này Kẹo sẽ qua được đảo thứ 5. Không biết là có qua được không, nhưng mà cứ cố hết sức xem các bạn ạ. Biết đâu lại có kỳ tích nhở. Cái gì cố gắng thì sẽ có kết quả tương xứng các bạn ạ. Những đảo bình thường này thì quá đơn giản các bạn ạ. Quái chết như hách. Còn những đảo, cái đảo cuối thì có vẻ là rất là khó nhằn nha các bạn. Không biết là đi dai bằng trái khác thì không biết là có ok không. À, sao lúc đấy mà Kẹo không nghĩ ra dùng trái bão tuyết đi dai Phật nhờ. Để hôm nào Kẹo ăn lại trái bão tuyết rồi Kẹo đi dai Phật xem một mình xem là có cân được không nha các bạn. Mấy cái con quái mà nó dùng Phật V1 này cũng đã rất là khó nhằn rồi nha các bạn. Chưa nói đến con trùm nó dùng Phật V2 các bạn ạ. Thì cực kỳ là khó nhằn luôn ấy. Ồ thôi đai rồi. Chưa qua được đảo số 3, số 4 nhở. Không nhớ nữa. Lần này thì Kẹo bực các bạn ạ. Bực nên là Kẹo sẽ reset lại chỉ số nha các bạn. Mất 2.500 nguyên thạch. Lần này thì Kẹo reset lại chỉ số, sau đó là Kẹo sẽ dai lại nha các bạn. Lúc đấy là Kẹo lúc nãy là Kẹo cộng chỉ số vào cận chiến và phun trái. Còn bây giờ thì Kẹo sẽ cận chiến và phòng thủ nha các bạn. Phun vào hai cái này và Kẹo sẽ đi dai lại nha. Để xem là có ăn nổi không nha các bạn. Hôm nào Kẹo thử ăn lại bão tuyết hoặc là ăn mochi để Kẹo đi giai Phật nha các bạn. Thiệt tình là thấy giai Phật khó gì đâu á. Đi nhiều thì chắc chắn là ăn được, không nói làm gì. Nhưng mà đi một mình thì rất là khó nhai các bạn ạ. Khó cực kỳ luôn á. Bây giờ Kẹo không mua được bằng tiền nữa mà Kẹo sẽ đổi bằng trái nha các bạn. Cái trái kim cương cùi này đi.
giữ làm gì? Buddha, Buddha, đây rồi, Buddha đây rồi. Ok, bây giờ thì đi thôi nào. Không biết là lần này thế nào nhờ. Các bạn chờ một lúc nha. Ok, đảo số 1. Làm lại từ đầu. Có vẻ ok hơn các bạn ạ. Hy vọng là kẹo sẽ qua được đảo số 5. Nhiều quái quá mà chết như hách các bạn ạ. Wow, quá đã. Đảo 1 đã hoàn thành. Tiếp đến đảo số 2. Đi thôi nào. Đánh 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 đánh. Đánh 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 lại đây. Thực ra những con quái mà dùng những cái chiêu bình thường này thì rất là nhẹ nha các bạn. Rất là nhẹ và chết như hách các bạn nhìn này. Còn những con quái nào mà nó bắt đầu dùng Phật đấy các bạn, khó nhằn lắm nha. Không đơn giản đâu. Nó toàn dùng chiêu ấy để cho mình văng ra xa ấy các bạn ạ. Nên là cũng rất là khó để tiếp xúc lại gần với nó để gây đam ấy các bạn ạ. Các bạn xem video đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ kẹo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn yêu mến và đồng hành cùng với kẹo. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục yêu mến kẹo để kẹo có động lực ra nhiều video hơn nữa. Đảo 2 đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Năm mới kẹo xin gửi lời chúc đến toàn thể tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống nha. Và tiếp theo là đảo số 3 rồi các bạn ạ. Hy vọng là lần này kẹo sẽ qua được đảo số 5 và số 4 các bạn ạ. Bắt đầu từ đảo số 4 là những con quái này nó dùng chiêu của Phật đấy các bạn. Nó bắt đầu có Phật V1 các bạn ạ. Phật V1 cũng nếu mà có nhiều đánh mình ấy cũng khá là khó nhằn đó. Chưa kể đến Phật V2 đâu. Và con chùm nó dùng Phật V2 nó cực kỳ là trâu luôn đấy các bạn ạ. Kẹo đã đi dài mấy lần. Wow, đảo này nó cũng đã dùng Phật V1 rồi này các bạn này. Nhưng mà vẫn còn đây vài con rồi các bạn ạ. Đấy, nó dùng chiêu để cho mình văng ra xa nên là rất khó gây đam cho nó các bạn ạ. Nên là mình khó nhằn như vậy. Wow, đấy những cái con mà nó có Phật này các bạn này thì nó máu của nó cũng trâu hơn nha. Máu của nó cũng trâu hơn là những cái con thông thường này. Wow, xong ở đâu ra mà lắm Phật thế. Ôi dồi ôi, kẹo mất đến 60% máu rồi các bạn ạ. Kiểu này chắc là không qua được rồi. Rồi ôi, đau quá. Ok, đảo 3 đã hoàn thành. Đến đảo số 4 nào. Let's go. Đảo số 4 đến thôi. 8 phút 43 các bạn ạ. Còn 8 phút 43. Đảo số 4. Úi dồi ôi, đầu tiên đã xuất hiện Phật rồi. Có vẻ khó nhằn rồi các bạn ạ. Có vẻ khó nhằn rồi. Hy vọng là qua được đảo số 4 các bạn nha. Các bạn là chúc kẹo qua được đảo số 4 đi các bạn. Chúc kẹo may mắn đi.
chả những cái con quái dùng Phật này gớm thật. Máu nó khá là trâu mà dùng chiêu mình cứ văng ra xa ấy các bạn. Rất là khó chịu các bạn ạ. Ghét thế nhỉ. Đâu rồi? Hết quái rồi à? Hết quái rồi à? Ở đằng sau, các bạn ạ. Hy vọng là nó không dùng Phật các bạn ạ. Dùng Phật là khó qua lắm. Đấy, những con quái thường này các bạn thấy không? Đam cho vài phát là đã đai rồi. Ôi dồi ôi, sao tự nhiên ở đâu ra lại có Phật nữa này? Tưởng là hết rồi cơ. Wow, có nữa này. Sao mà lắm thế, tự nhiên xuất hiện đâu ra lắm thế này, trời ơi. Trời ơi, trời ơi là trời ơi. Wow, ôi nó gây đam liên tục các bạn ơi. Úi dồi ôi, sao tự nhiên ở đâu ra lắm thế này? Sao nhiều quái mà lắm Phật thế này trời. Thế này thì tôi cân làm sao được hả trời? Liệu có qua được đảo số 4 không hả trời? Nó vẫn chết liên tục các bạn ạ. Không làm khó được kẹo đâu. Này thì này, dùng chiêu cùng lúc à. Không làm khó được kẹo đâu. Chấp hết nha. Một tên đã ra rì, hai. Còn hai tên nữa. Ái chà, gớm nhỉ. V1 làm sao mà bằng được V2. Ái chà. Cố lên kẹo ơi, cố lên. Một tên đã ra đi. Ok, đảo 4 đã hoàn thành. Kẹo đã qua được đảo 4 nha các bạn. Nhưng mà còn một khó khăn ở phía trước. Và kẹo nó còn 20% máu các bạn ạ. Và có những con trâu nó đang ở phía trước chờ kẹo. Còn có 5 phút 51 các bạn ạ. Đến nơi thì còn có hơn 4 phút. Và có vẻ là cũng khá là khó nhằn đó. Kẹo đang tính đợi hồi máu nhưng mà sợ thời gian không kịp các bạn. Ôi dồi ôi, một đống quái Phật. Ôi dồi ôi, nhiều Phật quá. Chết mẹ rồi. Chùm xuất hiện rồi các bạn ạ. Quái đánh quân còn chưa xong lại chùm đã xuất hiện rồi thì làm sao mà cân nổi đây. Phật V2 này các bạn. Quá là ghê. Vừa quân vừa chùm các bạn ạ. Kẹo cân tất. Các bạn bảo kẹo có thắng được không? Trong cái tình cảnh này kẹo, liệu kẹo có ăn nổi không? Ôi dồi ôi, nó đuổi theo kìa các bạn kìa. Nó đi được xuống nước đàng hoàng. Phật V1 vẫn đi xuống nước bình thường. Ái chà. Wow, còn có 10% máu thôi các bạn ạ. Không biết là có qua nổi không. Ôi điệu. À xong. Không thể nào mà chiến thắng được các bạn ạ. Cay thế nhờ. Cho bõ tức thì kẹo sẽ đi farm nha các bạn. Kẹo đến lâu đài bóng tối để farm. Các bạn xem kẹo dùng Phật farm này các bạn này. Ok, biến Phật. Kẹo mới đổi võ các bạn ạ. Mới đổi sang võ điện. Bây giờ thì đi cày võ điện nha các bạn. Khi nào mà võ điện full 400 thì kẹo sẽ lại đổi võ tiếp nha các bạn. Dùng Phật này farm rất là ok các bạn ạ. Rất là nhanh. Đấy các bạn thấy không, như hách. Xương này thì các bạn có thể mang đi gian đum nha. Hồi sáng kẹo gian đum được kẹo gian đum 2 lần. Một lần được 1.500 nguyên thạch. À đâu, 150 nguyên thạch. Và một lần được một cái mũ các bạn ạ. Mũ nắng vàng ấy.
nó rất là đẹp luôn, nhưng mà nó cũng không được ngon cho lắm các bạn ạ. Được tăng 10% sát thương và 50% máu hay 500% máu gì đấy, kẹo không nhớ cho lắm các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy dùng Phật phàm nó sướng chưa? Phàm rất là nhanh luôn các bạn ạ. Kẹo sẽ phàm 2 trận nha các bạn. Dùng Phật hoặc là dùng bão tuyết phàm ấy, kẹo thấy nó rất là nhanh các bạn ạ. Dùng trái âm thanh cũng được nha các bạn. Nó cũng kiểu nó cũng hút quái vào ấy. Sau đó là mình dùng những cái chiêu kết liễu ấy các bạn, nó cũng rất là nhanh. Thì trong tất cả các trái kẹo đã dùng thì kẹo thấy là thứ nhất là Phật, thứ hai là âm thanh, thứ ba là bão tuyết các bạn ạ. Phàm nó rất là ok luôn. Còn những cái trái khác kẹo, những cái trái mà kẹo chưa dùng ấy thì kẹo không biết. Kẹo đã dùng qua những cái trái như là ánh sáng này, dung nham này, gì nữa nhỏ, lửa này, băng này, và chấn động này, trọng lực này, còn một số trái nữa. Nhưng mà kẹo thấy những cái trái vừa rồi kẹo kể tên là farm ok ấy các bạn, thì nó farm ok. Còn lại những cái trái kia thì farm nó khá là lâu các bạn ạ. Có thể nó mạnh ở trong một cái khía cạnh nào đó, ví dụ như là BBB nó mạnh chẳng hạn, hoặc là một cái gì đó nó mạnh ở một cái lĩnh vực nào đó các bạn, thì kẹo không biết. Nhưng mà các bạn nên chọn những cái trái mà farm nhanh nhanh ấy, để cho nó nhanh lên level các bạn ạ. Ok, đã hoàn thành, kẹo xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Bye các bạn nhá.